Nơi ta sống dân cư không đông, hoặc quyết giọng nhau hết tấm lòng. Nơi ta sống theo cái công bằng lao động, chứ không phải là đơn giản để chấm công kìa. Sáng dậy sớm gán cày guốc để mà có chiếc cơm ăn vào ấm lòng. Và họ coi nhà là tổ ấm, chứ không phải là nhà giam để cấm còng kìa. Có dân chờ đông, có mẹ chờ con lúc mà hoài đông, trời bà tay của ta đồng. Gió ngã chiều ta tiếng qua ngoài xa bài ca nằm mấy con gian. Nơi ta sống mong chặt ta dạy à, tổ tông các công gậy dẫn bao nhiêu xương máu chứ công thầm lặng để có chỗ hôm nay người đứng. Nên biết ơn chứ không nguy bưng, đó là công biết bao người dẫn. Đừng có ta đã bất công khi người đang bất động, cuộc sống cái bất an khi người giờ đây đã thất vọng. Đây là khu ta sống à, đèn đường chưa có nhưng tâm ta sáng, đây là khu ta sống nè à. Không có con đường để đi lên đi xuống, nhưng mà nơi ta sống không may tan vang ho vẫn nghiêng ngang trên cánh đồng. Điều mà hiên ngang trong trách hai vai không ai gánh gồng. Cho những kẻ còn bất hạnh đi tìm vùng đất lành, cho những kẻ còn tha hương tìm cuộc sống màu hương, cho những đứa trẻ mồ côi đang trở thành con mồi, cho những điều màu đen tối diễn ra trên đời. Nơi ta sống họ coi tiền là giấc mơ, xe nhà cửa là danh vọng. Nơi ta sống đua nhau học cái cách chơi, con số to được coi trọng. Nơi ta sống họ phải sinh tồn trên internet, tuổi 30 kiếm cô vợ đẹp, ra ngoài nếm hào quang rực rỡ, về nhà bốn bức tường chặt hẹp. Nơi ta sống không còn nghe chim hót, chỉ nghe mình đời VieON. Mất bao lâu để họ tỉnh ngộ ra rằng loài người tí hon, mà nếu có lòng tham đừng đòi công bằng. Ở đây họ sinh ngôn ngữ kiệm lời, sinh là thằng con không nói không rằng. Đắm chìm vào tệ nạn, họ săn lùng cảm xúc thăng hoa. Cuộc chơi không hồi kết, đi tăng 1 tăng 2 tăng 3. Yeah, 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 yeah. Nghe tiếng cốc than nơi trần gian, chẳng điều gì phải lo, cứ đâu ở sớm trời. Vì đồng tiền rằng có, không đâu đắn không nói lời. Tự hỏi rằng mình thực sự sống chưa? Có đứa trẻ 16 đã trải qua đủ ngọt bùi đặc chua. Đời sống vẫn có, đó là chuyện thương tình, có chi đâu là đời ta vực ra. Good job, bro. Good job, bro. Okay. Woo! Long Nón Lá và Mikelodic. Pepsi vị chanh không cala mới, sảng khoái tột đỉnh, bùng hết chất mình. Lấy giòn bùng vĩ, rap hay bùng nổ. Một sự kết hợp quá thú vị. Biray, em nghĩ sao về tiết mục này? Dạ vâng anh Thành, em rất là thích tiết mục này. Cái cách hai bạn khai thác khu ta sống. Nhưng mà hai bạn khai thác cái chủ đề thành hai cái góc nhìn nó rất là khác. Hình như Long Nón Lá đây là bài thứ mấy em rap ta? Đây thì đúng là bài thứ hai em làm mà nó hoàn toàn là rap rồi. Dạ, rất là điên rồ khi mà đây là bài thứ hai của em. Cái cách mà em sử dụng hò vào trong bài nhạc và nó cũng giữ được cái tính hip hop, tính nhạc rap. Anh cảm thấy rất là thích. Với Mikelodic nào anh nghe nhạc của em, anh cảm thấy như là kết nối được với em rất nhiều. Dạ, kể cả những cái cách mà em viết nhạc, cái dòng trước đến cái dòng sau nó tạo nên một cái cao trào, một cái đỉnh điểm gì đó để em chốt một cái câu thật là hay. Cái câu mà anh thích nhất á, đó chính là phải mất bao lâu để cho một người hiểu được là người tí hon hả? Andree, chúc mừng hai em đã thực hiện một cái bài thi rất là tốt. Cả hai đều đã làm nổi bật được cái tính vùng miền. Về bạn Long Nón Lá thì mọi thứ của em đều làm rất là tốt. Còn Mikelodic chắc em là thí sinh mạnh nhất của team anh Thái rồi. Cái lúc mà Long hát cái câu hò ấy là tay anh lông nó hơi dựng dựng lên á. Anh biết là có một vài chỗ nó chưa tới nốt, nhưng mà cái sự chuyển đó của em nó gây ấn tượng rất là lớn. Và Hôm nay anh cũng khá ngạc nhiên về khả năng rap của em. Anh thấy rất là thích. Còn về Mikelodic thì hôm nay em làm anh ngạc nhiên. Tại vì lúc đầu anh chỉ nghĩ là em chỉ Mikelodic thôi, nhưng mà hôm nay em lại cho anh biết thêm một cái khả năng chơi rap có thể nói là quá kinh khủng của em. Em nội dung em viết rất là hay và có rất nhiều những cái câu mà nó gãi kiểu rất là đúng cái chỗ ngứa ấy. Thật sự giống như anh Andree nói là đúng là Mikelodic là một cái đối thủ đáng gờm đấy. Nói chung là cái cách mà các bạn nhìn vào vấn đề nó rất là sâu. Và tôi thấy là có những cái nó xảy ra trong mắt mình, nó chỉ trôi đi như là một cái dòng sông. Nhưng có những người họ sẽ động lại, họ chịu quan sát cuộc sống bằng một cái cách riêng của mình, thì họ mới có những cái góc nhìn đó. Rất là thú vị cho cả hai bạn. Ban giám khảo, mọi người nghĩ sao về bài diễn này? Cả hai em đều là những người đã rất thành công trên cộng đồng mạng. Cảm ơn tới bọn em là bọn em đã bước vào chương trình với một tâm thế thi như những người thí sinh bình thường. Anh rất là trân trọng, bọn em rất hết mình. Đấy. Cảm ơn Mikelodic. Và Long là một người đầy chất thơ, còn Mike là một người rất là đời. Cả hai đều rất là gần sát, đại diện cho rất là nhiều những con người có những cái khó khăn trong cuộc sống. Mọi người đều không cô đơn, luôn luôn chúng ta sẽ có những con người đồng hành và cùng chung lý tưởng với mình. Và thực sự là bọn em đã quá thành công khi mà gột ra hết thành một cái chất thơ và chất đời lên trên sân khấu này. Đây mới là những lý tưởng mà anh Thái đã mang trong mình từ bấy lâu nay cho đến bây giờ. Bản thân mình cũng rất là thích đề tài về cuộc sống này. Và một lần nữa là cảm ơn anh Thái và chúc mừng anh cho cái phần trình diễn của các bạn. Đối với Long Nón Lá thì vòng đầu khi mà em thể hiện, anh không nghĩ là em sẽ rap tốt được như vậy đâu. Cho tới bây giờ khi mà em thể hiện thì anh muốn sorry em vì anh đã hoài nghi sai về trình độ của em. Và em hôm nay em làm rất tốt. Còn đối với lại Mikelodic thì anh rất muốn thấy em như thế này từ vòng đầu rồi. Tại vì cái bài mà khiến cho anh nhớ nhất về em đó là Lời Tâm Sự số 3. Đó là cái bài hát mà khiến em cảm xúc nhanh nhất. Và anh hy vọng nếu như một trong hai em vào vòng sau, anh muốn thấy hai em làm tốt hơn như thế nữa. Cảm ơn Rick. Dạ, em cảm ơn. Anh Thái có muốn nói gì với hai bạn không? Yeah, I mean... khó nói lắm, because like they're very đặc biệt to me. Like I said, like anh là fan của Mike, nhưng mà Long á, cái nhà anh chọn Long á, round one á, anh không có biết em lại hại anh gì. Anh chỉ thấy em rap á, anh thích. Nhưng mà anh về anh research YouTube á, like you're already a star, you're already doing your thing, you know. So I feel like, you know, you guys are good no matter what. And to me for these guys, so it's hard to talk, you know. But you know, I just want both of you guys to know, hey, at the end of all this, we family, and you know, we all one. So it doesn't matter what happens today. Nhưng mà anh hỏi em làm một chuyện cho anh, họ cho mấy người khán giả nghe em. Họ kìa. Tại tao, when he sings, it reminds me of like my dad. That's why like when he does it, I get goosebumps, you know. Yeah. Dạ, em xin phép được gửi mọi người một câu hò, một cái bài. Thật ra là từ nhỏ em được nghe và tới bây giờ em vẫn thuộc cái câu hò ngắn trong Tình Anh Bán Chiếu thôi ạ. Yeah. Hò chiếu Cà Mau nhuộm màu cây đắng, trong tôi cực lắm mưa nắng dài dầu, chứ chiếu này tôi không có bán đâu. Tìm em không gặp, tôi gối đầu mỗi đêm. Ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kênh ngã bài. Sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào. Yeah. Chính vì cái câu hò này lúc mà em rưng nước mắt, xúc động luôn rồi. Dạ. Bạn này được cái là trời phú cho cái giọng rất là hay, rất là ngọt ngào. Mình biết là bạn khi bạn bằng hò được vậy thì bạn cũng phải sống rất là tình cảm. Bạn cố gắng chi tiết hơn chút. Về đóng tun lại. Cho Andree hỏi anh Thái cái là ai làm cái beat này vậy? Oh, 2 Pillz. Oh, shout out to 2 Pillz. Yeah. He's not here today because he he has a session, but shout out to 2 Pillz. He did all the beats for my whole team, so he do his thing. Một tràng pháo tay cho producer 2 Pillz. Bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt bình chọn dành cho hai bạn. Em kêu bình chọn cho mình đi nào. Ok, này là Mai Mikelodic ạ. Mọi người chọn Mai sẽ không bao giờ sai. Mọi người chọn cho Mai nha. Ok, ok, ok. Dạ em rất là biết ơn anh Thái đó đã để cho em làm cái chủ đề này. Em thực sự rất là yêu quê hương em, yêu nơi em sống. Và ở đó mọi người thấy con người sống với nhau bằng tình người. Và họ giao tiếp với nhau nhiều khi là bằng câu hò. Và nếu mọi người muốn thấy cái điều đó ở trong Rap Việt này nữa thì bình chọn cho Long Nón Lá. Bình chọn cho Long Nón Lá. Yes. Nơi anh sống họ giao tiếp bằng tin nhắn. Tụi em nếu có muốn tiếp tục thấy hãy nhắn tin. 10 giây bắt đầu. Mikelodic 41 và Long Nón Lá 59. B-Ray, nếu như được chọn một, em chọn ai? Nếu như mà phải chọn một thì em sẽ chọn Mikelodic. Andree sẽ chọn Mikelodic. Andree sẽ chọn Mikelodic. Em nghĩ là Mike, tại vì là mỗi một team đang có một người chơi Mikelodic rất là tốt. Nên là cái việc Mike vào thì sẽ cân bằng và những cái quân cờ trong vòng 3 nó sẽ có sự đối đầu hơn. Bài bài giám khảo. Thật là cái này thì hơi khó nghĩ cho ban giám khảo trong cái phần thi lần này. Tại vì là... cả hai bạn này chúng tôi đều muốn giữ lại. Sorry anh Thái khi mà em phải lúng túng trong cái chuyện lần này. Tại vì là em được chứng kiến anh dành cho các bạn rất nhiều tình cảm. Every decision is hard, yeah. I'm gonna go up there with my squad though. I gotta go up there with the gang. Yeah. Thắng cái tour tụi em tự nhiên thôi. Yeah, chill. We do what we do. Và trước khi đưa ra quyết định thì mình muốn cân nhắc mọi người. Ai còn nón vàng trong đây thì hãy cân nhắc. Bởi vì một trong hai bạn đều xứng đáng đi tiếp. Làm gì có mọi người nữa đâu, Rick. Nói bóng gió thế. Và người đi tiếp là... Chúc mừng. Mikelodic, Mikelodic. Xin chúc mừng thí sinh Mikelodic sẽ tiếp tục đi với đội Thái VG. Em cảm ơn tất cả mọi người. Em không biết nói gì khác nữa. Và vẫn chưa có chiếc nón vàng nào được tung ra. Vì vậy, Long Nón Lá chúc em may mắn ở vòng A-Boys. Quý vị và các bạn sẽ đến với vòng A3 sau vài phút giải lao. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. 20 giờ xem gì trên VieChannel. Thứ Hai, 3, 4 đón xem Hoa Vương. Thứ Sáu, đừng bỏ lỡ Người Ấy Là Ai mùa 5. Thứ Bảy, Dãy Cùng Rap Việt mùa 3. Đặt lịch xem ngay lúc 20 giờ, xem sớm nhất trên ứng dụng VieON.